Xin kính chào quý vị và các bạn. Thông tin mưa rông nhiều nơi trên cả nước và cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ sẽ là những nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá và lũ trên các sông suối cũng như tình trạng ngập úng. Do có mưa nên thời tiết hôm nay mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ở mức là 27 đến 30 độ. Cảnh báo ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1 đến 2,5 mét. Trong đợt lũ này, thì đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 và báo động 2. Mực nước trên các sông suối tại hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng, Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống dần. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Hình thế gây mưa ở Bắc Bộ cũng gây mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa rông mạnh cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở mức là từ 30 đến 33 độ. Khu vực Quảng Bình đến Ninh Thuận Bình Thuận chỉ có mưa vài nơi và lúc chiều tối, ban ngày có nắng, có nơi xảy ra nắng nóng nhẹ với nhiệt độ chạm mức là 35 độ. Đời gió Tây Nam ở Tây Nguyên và Nam Bộ hoạt động yếu dần nên hôm nay chỉ có mưa rào và rông rải rác về lúc chiều tối. Ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trong hôm nay, trên hầu khắp biển Đông, trong đó bao gồm hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có mưa rông vài nơi đến rải rác, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 5. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ không vượt qua mức là 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 30 độ.